giấu bài tẩy ngay cạnh Nguyễn Phú Trọng, nước cờ hay nhất đời của bà Dũng. Mối quan hệ giữa Nguyễn Tân Dũng và Phạm Minh Chính được dư luận biết đến từ lâu, và với việc Phạm Minh Chính giật được ghế Thủ tướng vào năm 2021 đã cứu sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị khỏi bị chìm sau khi dính sai phạm đất đai tại Phú Quốc vào năm 2020. Tuy nhiên, gần như ít ai biết tới mối quan hệ gần gũi giữa Nguyễn Tân Dũng và Tô Lâm, cho tới khi những hình ảnh hai ông này xuất hiện cùng nhau tràn lan trên mạng xã hội gần đây. Tại buổi họp với các cựu lãnh đạo, Nguyễn Tân Dũng được ưu ái đứng cạnh Tô Lâm, và sau đó tại lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tân Dũng cũng được xếp ngồi cạnh Tô Lâm cùng với Lê Hồng Anh, sếp cũ của Tô Lâm. Không phải cựu lãnh đạo nào cũng được ân huệ như vậy, mà cũng phải có mối quan hệ rất gần gũi, lâu dài. Gần đây, nguồn tin nội bộ cung cấp cho biết về mối quan hệ giữa Nguyễn Tân Dũng và Tô Lâm trong quá khứ, kèm theo các bức ảnh chụp Tô Lâm ngồi cạnh ông Nguyễn Tân Dũng trên chuyến bay thăm Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 3 năm 2008. Lúc đó Tô Lâm chỉ mới mang quân hàm thiếu tướng và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Sếp trực tiếp của Tô Lâm lúc đó là tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cánh tay đắc lực của ông bà Dũng. Ngoài ra, sếp của Tô Lâm lúc đó là ông Lê Hồng Anh, là một người kiên giang đồng minh với ông bà Dũng. Ông Nguyễn Tân Dũng và ông Lê Minh Hưng từng là Thứ trưởng Bộ Nội vụ hay còn gọi là Bộ Công an dưới thời ông Bùi Thiện Ngộ làm Bộ trưởng. Những người làm việc dưới trướng ông Lê Minh Hưng như tướng Nguyễn Văn Hưởng và các thuộc hạ đều là chỗ thân quen với bà Dũng lúc đó. Trong đó có Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Giờ đây hai trụ mạnh nhất trong tam trụ triều đình. Ông Dũng bị đánh một giá là một thủ tướng tệ hại với những thành tích kém cỏi về kinh tế. Tuy nhiên, về việc gây dựng mối quan hệ, tổ chức mạng lưới, đặc biệt là nuôi dưỡng đàn em, thì chắc chắn không ai bằng ông bà Dũng. Việc Tô Lâm nắm được Bộ Công an dưới thời Nguyễn Phú Trọng dựng lò là một lợi thế rất lớn đối với ông Nguyễn Tân Dũng. Ông Tô Lâm chính là trung tâm điều tra những sai phạm của quan chức từ Trung ương cho đến địa phương để cung cấp bằng chứng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật. Số phận người bị điều tra tùy thuộc vào ý muốn của Tô Lâm. Nếu ông nhẹ tay thì người bị điều tra sẽ không việc gì hoặc chỉ nhận một hình thức kỷ luật rất nhẹ. Nếu ông nặng tay thì người bị điều tra sẽ ngã ngựa, thậm chí là bị bắt giam. Có lẽ nhờ vậy, sai phạm đất đai ở Phú Quốc của Nguyễn Thanh Nghị được đánh giá là nhẹ và Nghị đã thoát án. Mối quan hệ mật thiết giữa Nguyễn Tân Dũng và Tô Lâm giờ đây đã được công khai hóa. Bởi ông Trọng đã nhắm mắt xuôi tay, ông Dũng không còn gì phải giấu giếm cả. Việc công khai mối quan hệ mật thiết với Tô Lâm sẽ khiến cho cựu thủ tướng trở thành người nắm giữ quyền lực ngầm lớn nhất trong số tất cả các tứ trụ đã về hưu. Việc Nguyễn Tân Dũng vốn nổi danh là người đánh bạc giỏi đã được chứng thực với con bài tẩy Tô Lâm được giấu ngay bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng là đối thủ chính trị của ông. Như vậy, bao lâu nay ông Trọng đã sử dụng một con bài chính trị của ông bà Dũng để đánh đông dẹp bắc, tạo nên sức mạnh vô đối trên chính trường mà không hề hay biết cho đến khi bị phản. Chưa chắc ông Trọng đã biết được nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Giờ đây xem như ông Nguyễn Tân Dũng mới là người chiến thắng. Nguyễn Thanh Nghị đang có rất nhiều lựa chọn trước mắt. Ngoài việc được Phạm Minh Chính nâng đỡ thì Nguyễn Thanh Nghị cũng hoàn toàn có thể đứng cùng các nhân vật gốc Hưng Yên trên mầm quyền lực của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, giấu bài tẩy ngay cạnh Nguyễn Phú Trọng, nước cờ hay nhất đời của Bộ Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cho 7 phút sổ khám, nước cờ cân não của Tô Lâm. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de được biết, hồ sơ để khởi tố Nguyễn Xuân Phúc đã hoàn tất, Lương Tam Quang đang đợi lệnh của Tô Lâm để thực hiện lệnh bắt giữ. Nếu Tô Lâm quyết định xuống tay thì chắc chắn đây sẽ là tin chấn động xã hội và chấn động luôn cả 5 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản, từ cấp cao nhất đến tận cơ sở. Thời Nguyễn Phú Trọng khi ông cho Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng sổ khám, đó chính là quyết định gây chấn động.
bởi trước đó chưa từng có ủy viên Bộ Chính trị nào phải vào tù. Sau đó, suốt thời gian dài cầm quyền, ông Trọng cũng không đưa thêm ủy viên Bộ Chính trị nào vào tù tiếp theo nữa. Việc đưa được Đinh La Thăng vào tù chính là lời cảnh cáo của Nguyễn Phú Trọng gửi đến ông Nguyễn Tấn Dũng rằng sẽ không có vùng cấm nào đối với Nguyễn Tấn Dũng và thuộc hạ. Và ông Trọng cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu chống tham nhũng không có vùng cấm. Phát ngôn này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí lề đảng tung hô và tô hồng, cho rằng đó là tinh thần chống tham nhũng không chùn bước của ông Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng và thuộc hạ phải tự hiểu rằng đây là lời đe dọa mà ông Trọng đang nhắm vào họ. Kết quả của việc trảm Đinh La Thăng đã có tác dụng đối với Nguyễn Tấn Dũng. Từ sau khi ông Thăng bị bắt, Nguyễn Tấn Dũng đã lui vào bóng tối và sống âm thầm, không tham gia chuyện chính trường từ hậu trường như Trương Tấn Sang vẫn hay làm. Phải đợi đến sau khi ông Trọng qua đời, thì ông Dũng mới ra mặt tham gia vào các phe nhóm để vận động cho Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết cùng những nhóm của mình. Giờ đây, Tô Lâm đã bước lên đỉnh cao quyền lực. Ông cũng cần thực hiện một vụ án chấn động tương tự như ông Trọng cho Đinh La Thăng vào khám vậy. Và đối tượng bị nhắm đến không ai khác, chính là Nguyễn Xuân Phúc. Nếu ông Phúc sổ khám, sự việc này sẽ còn chấn động mạnh hơn ở sự kiện Đinh La Thăng trước đây, bởi ông Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật thuộc hàng tứ trụ và đã về hưu. Để dọn đường cho bản thân lên cầm quyền, ông Tô Lâm đã cho đốn hạ hai tứ trụ phải rời ghế. Đấy chính là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Hai nhân vật này đang ôm hận rất lớn, đặc biệt là Vương Đình Huệ có nhóm Nghệ An hùng hậu đứng bên cạnh. Nếu ông Huệ ở sau hậu trường giật dây cho nhóm Nghệ An đánh với nhóm Hưng Yên thì Tô Lâm sẽ vất vả. Dù rằng nhóm Nghệ An đang yếu thế hơn, nhưng quân tướng của họ rất đông áp đảo nhóm Hưng Yên. Nếu bắt ông Nguyễn Xuân Phúc thì câu chuyện không chỉ liên quan đến một mình ông Phúc mà còn dây mơ dễ má tới rất nhiều người. Cụ thể, vụ án này liên quan đến ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực thời ông Phúc làm Thủ tướng. Ông Trương Hòa Bình là nhân vật thứ nhì trong chính phủ của ông Phúc. Mọi quyết đoán của ông Phúc đều có sự tham gia của ông Trương Hòa Bình. Mà đứng sau hậu thuẫn cho Trương Hòa Bình lại chính là ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. Điều đáng nói là hiện nay, ông Tư Sang đang đứng đạo diễn cho nhóm Hà Tĩnh chống lại nhóm Hưng Yên. Cho nên việc bắt ông Nguyễn Xuân Phúc không đơn giản chỉ là nhắm đến một người, mà ông Tô Lâm đang ngầm đe dọa một mạng lưới quyền lực khủng phía sau. Bứt dây khủng như Nguyễn Xuân Phúc thì chắc chắn sẽ động rừng. Tuy nhiên, động tới mức nào thì còn tùy thuộc vào sự tính toán của ông Tô Lâm và nhóm quân sư của ông ta. Mọi thứ đã sẵn sàng, có bắt ông Phúc hay không phụ thuộc vào tâm ý của Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm cho thực hiện lệnh bắt sau khi Bắc Kinh về, ông đã cho các bô lão thấy rằng họ không phải là bất khả xâm phạm. Có thể điều này sẽ khiến cho các bô lão chùn tay. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cũng phải tính đến khả năng phản pháo của các thế lực này có thể sẽ gây ra những hậu quả tệ hại. Và chúng ta hãy cùng đợi xem Tô Lâm sẽ làm tất tay với Nguyễn Xuân Phúc hay lại chùn tay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Cho 7 phút sổ khám, nước cờ cân não của Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de